Xin kính chào các quý thầy cô. Ở đây tôi xin được giới thiệu về một sản phẩm tham dự cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số năm 2022 lần thứ nhất. Thiết bị của tôi có tên là mô phỏng chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Thiết bị này thì được tôi thực hiện bằng phần mềm Storyline. Với mục tiêu giáo dục là tạo được hứng thú học tập, nhu cầu tìm hiểu về thế giới tự nhiên, giúp học sinh nhận thấy nhờ sử dụng máy tính mà con người quan sát được và biết thêm về thế giới tự nhiên một cách sinh động và trực quan. Học sinh sẽ biết được chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời như thế nào. Đối tượng giáo dục là học sinh lớp 3 môn tin học. Sản phẩm của tôi thì gồm có 3 slide. Slide đầu tiên là giới thiệu thông tin sản phẩm và thông tin tác giả. Slide thứ 2 là nội dung sản phẩm và slide thứ 3 là câu hỏi tương tác. Thiết bị này thì được tôi xây dựng để phục vụ cho bài dạy ở chương 4, ứng dụng tin học, bài 25 khám phá thế giới tự nhiên, sách giáo khoa tin học lớp 3, bộ sách Đại học Vinh. Sau khi người dùng đã đọc xong thông tin về thiết bị, thì bấm tiếp theo để chuyển sang slide tiếp theo. Đây là giao diện chính của thiết bị với 3 nút chức năng: chức năng hướng dẫn, chức năng quan sát và chức năng câu hỏi. Để nghe hướng dẫn, người dùng click vào nút hướng dẫn. Quan sát, các em hãy bấm vào nút quan sát trên màn hình để quan sát chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời. Đọc thông tin về chuyển động, để tìm hiểu thông tin về trái đất hoặc mặt trời thì bấm chuột vào các đối tượng tương ứng. Câu hỏi, khi người dùng bấm vào nút câu hỏi thì các câu hỏi sẽ lần lượt xuất hiện. Sau khi click chuột chọn đáp án, người dùng click vào nút gửi. Mỗi câu hỏi chỉ được trả lời một lần. Nếu trả lời đúng sẽ hiện lên bảng thông báo với dòng chữ đúng rồi, bạn giỏi quá. Kèm theo đoạn âm thanh vỗ tay, chúc mừng. Nếu trả lời sai, âm thanh trả lời sai sẽ phát ra cùng với bảng thông báo rất tiếc, bạn trả lời sai rồi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, sai 0 điểm. Sau mỗi câu người dùng bấm tiếp tục trên bảng thông báo kết quả để chuyển sang câu tiếp theo. Sau khi đã nghe và hiểu hướng dẫn, thì người dùng sẽ click vào nút đã hiểu để quay trở lại. Sau khi đã nghe hướng dẫn, người dùng click vào nút quan sát để quan sát chuyển động của trái đất quanh mặt trời. Ngay khi người dùng click vào nút quan sát thì một slide xuất hiện cùng với sự chuyển động tự động của trái đất quanh mặt trời. Đồng thời, thông tin về chuyển động sẽ được đưa ra màn hình. Năm 1543, Copernic, nhà thiên văn Ba Lan, trong tác phẩm vĩ đại bàn về chuyển động của các thiên thể đã chứng minh không phải mặt trời quay quanh trái đất mà là trái đất quay quanh mặt trời. Đó là chuyển động chung của trái đất. Thời gian trái đất quay quanh mặt trời một vòng là 365 ngày 5 giờ 48 phút. Trái đất quay quanh mặt trời với tốc độ 30 km/giây. Do đó sản sinh lực quán tính ly tâm cân bằng với lực hấp dẫn của mặt trời đối với trái đất, khiến cho trái đất không bị hút vào mặt trời mà quay quanh mặt trời mãi mãi. Trên thực tế, quỹ đạo của trái đất không phải hình tròn mà là hình elip. Đầu tháng riêng hàng năm trái đất đi qua điểm gần mặt trời nhất trên quỹ đạo, trong thiên văn học gọi đó là điểm cận nhật, lúc đó trái đất cách mặt trời 147,1 triệu km. Còn đầu tháng 7 trái đất đi qua điểm cách mặt trời xa nhất, trong thiên văn học gọi là điểm viễn nhật, lúc đó trái đất cách mặt trời 152,1 triệu km. Căn cứ nguyên lý này, tháng riêng mặt trời mà ta nhìn thấy phải lớn hơn so với tháng 7 một ít. Ngoài ra, người dùng có thể click vào hình trái đất để xem thông tin về trái đất, hoặc là click vào hình mặt trời để nghe thông tin về mặt trời. Trái đất tiếng Anh Earth là hành tinh thứ 3 tính từ mặt trời, đồng thời mặt trời chính là ngôi sao ở trung tâm hệ mặt trời, chiếm khoảng 99,8% khối lượng của hệ mặt trời. Mặt trời rất sáng, và nhìn trực tiếp vào mặt trời rất có hại cho mắt nhưng không nghiêm trọng khi mắt mở bình thường hoặc không mở rộng. Nhìn trực tiếp vào mặt trời vào lúc trưa nắng sẽ làm cho các sắc tố quang hình trong con người mất màu tạm thời, có thể tạo ra hiện tượng đom đóm mắt và mù tạm thời. Sau khi đã quan sát và nghe thông tin, người dùng bấm vào nút Home, hình ngôi nhà ở góc trên bên trái,
để trở về. Sau khi đã quan sát và nghe thông tin, thì người dùng click vào nút câu hỏi để hoàn thành bài học. Khi người dùng click vào nút câu hỏi, thì các câu hỏi sẽ lần lượt xuất hiện. Người dùng nghe câu hỏi, chọn đáp án và bấm gửi. Đúng Nếu rồi, như bạn trả giỏi lời quá. đúng sẽ xuất hiện bảng chúc mừng bạn giỏi quá. Vào tháng nào trái đất gần mặt trời nhất? Và khi bạn trả lời sai, hiện bảng thông báo rất tiếc bạn trả lời sai rồi. Người dùng bấm vào tiếp Vào tục tháng nào để trái chuyển đất xa sang mặt câu trời hỏi nhất? tiếp theo. Ngay sau khi hoàn thành các câu hỏi, thì một bảng kết quả hiện ra với điểm số của bạn và điểm số cần đạt. Nếu như điểm số của bạn không đạt yêu cầu thì sẽ xuất hiện dòng chữ cần cố gắng hơn. Và bạn có thể click chuột vào nút đánh giá bài trắc nghiệm để xem lại thông tin về câu trả lời sai. Hoặc nếu như điểm số của bạn cao hơn điểm số cần đạt thì sẽ xuất hiện dòng chữ chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học. Đó là những thông tin về sản phẩm thiết bị dạy học số của tôi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý thầy cô.